Xin chào toàn thể bác, tiếp tục những cái đơn hàng của bên em chuẩn bị xuất đi. Đâu B3 đâu? Đây là con 77, à B3 từ kép à? Đây là một con B3 từ kép của một bác khách hàng đã cọc bên em 500.000. Và bắt đầu tiến hành, em bật cái điện lên và bắt đầu tiến hành test cho các bác cùng nghe thử cái cục số B3 từ kép của bên em là như thế nào nhá. Đối với những cái sản phẩm nhiều bác đã thắc mắc là giá thị trường khác nhau, quan trọng là các bác phải so sánh về cái nội thất của nó. Và con này em đã mở nội thất ra rất là nhiều lần rồi. B3 từ đơn, B3 từ kép bên em vẫn đảm bảo cho bác là 4 sò Toshiba 1943-5200 và chạy nguồn đầu 100%. Các bác có thể cạo ra kiểm tra hàng thoải mái đấy. Và tụ đỏ đủ vôn đủ vi và 6.300V từ kép. Con này từ kép hiện tại bên em đang bán con này giá cực kỳ hữu nghị tại cửa hàng, đó là 3.100.000 đồng tại cửa hàng các bác nhé. Các bác nên lưu ý tại cửa hàng, nhiều bác đang nhầm lẫn giữa tại nhà các bác và tại cửa hàng. Nếu mà các bác không mua ở tại nhà thì bên em là bao ship là 3.300.000 đồng. Và bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành lên nhạc cho con B3 2020 này, cho bác cùng nghe qua. Đấy là em đã thử qua về cái tiếng và chất âm, là các bác có thể đeo tai nghe và em bỏ ra tầm 1 đến 2 phút để cho các bác cảm nhận qua chất âm khi mà con súp này kết hợp với nhạc nó sẽ là như nào và nâng cấp lên nó như thế nào, được đến tầm đâu. Và em sẽ cho bác cùng xem qua lại một hình thức một chút. Đây là B3 2020 bát 40 các bác nhé. Bát 40 giá chỉ 3.100.000 đồng tại cửa hàng, nguồn đồng 100% cho các bác khi mà các bác mua sản phẩm này. Đấy. Thì các bác nên lưu ý nhé, giá cực kỳ tốt đối với một con B3 đắt. Đấy, logo B3, logo 360 độ, các bác có thể xoay logo này 360 độ. Đấy, hình thức rất là đẹp đúng không ạ? Có hai quay sách, bởi vì hơi nặng nên hai quay sách và một cọc để các bác có thể cọc cắm cái dòng loa full tỏa nhiệt xịn. Đấy, có đường lai hơi. Đấy, các bác nhìn này, lai hơi và lai điện. Đấy các bác. Đấy, theo em khuyến khích dùng điện hơn, bởi vì con này mạch rất là tốt, con này mạch cực kỳ tốt, các bác nên dùng điện thì tốt nhá. Ok, và đây là một cục súp B3 bát 20 cho bác nào đây. B3 bát 40 từ kép cho anh Nguyễn Văn Nam ở Vĩnh Phúc. Đấy, cảm ơn anh rất là nhiều. Đấy, và em cũng xin kết thúc cái video đây nha. Bác cần quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp bên em nha. Đừng quên ấn một lượt like và một lượt đăng ký kênh các bác nhá.